안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta lại bước vào buổi học thứ hai của tuần thứ hai của môn học Chokup Hankukko Munverb Y. Tôi rất là vui được giới thiệu với các bạn ngày hôm nay. Trong buổi học của chúng ta sẽ có sự tham gia của Hơ Tông Hoan Sơn Thành Nghiêm. Và thầy Hơ Tông Hoan sẽ khi mà đọc các cái ví dụ thì sẽ thầy sẽ đọc cho các bạn để các bạn có thể nghe được cái phát âm chính xác của người Hàn. Thế và bài của chúng ta ngày hôm nay, thế phần đầu tiên sẽ là phần giới thiệu về các cái đại từ nghi vấn, các loại đại từ nghi vấn được sử dụng trong tiếng Hàn. Đại từ thì có nghĩa là the miêng sa. Ở đây tôi ghi là đại từ nghi vấn ở tiếng Việt ở bên cạnh, thế nhưng nếu viết một cách đầy đủ thì nó sẽ phải là uy mun the miêng sa. The miêng sa chỉ có nghĩa là đại từ thôi, còn nghi vấn là uy mun. Uy mun the miêng sa. Và những cái đại từ nghi vấn mà chúng ta thường sử dụng thì như chắc các bạn cũng đã cho các bạn cũng vẫn còn nhớ, bởi vì chúng ta đã được học qua rất là nhiều ví dụ rồi. Ví dụ như là đại từ nghi vấn chỉ người là nuku, và bên cạnh đó còn có một cái từ nữa gọi là nuka. Các bạn chắc vẫn còn nhớ và chúng ta phải phân biệt khi sử dụng hai cái từ này, đúng không? Nuka và nuku cùng có nghĩa là ai, và cùng sử dụng ở trong các cái câu hỏi. Thế nhưng nuka sẽ sử dụng khi mà cái người mà mình được họ cái nuka đó, nó sẽ làm vị trí, nó sẽ có cái vị trí là chủ ngữ ở trong câu, chứ không phải là chỉ là một cái đại từ để hỏi. Còn nuku thì sẽ là không phải là có vai trò chủ ngữ mà nó chỉ là đại từ nghi vấn trong câu thôi. Và đại từ nghi vấn chỉ địa điểm đó là oti, có nghĩa là ở đâu. Và đại từ nghi vấn chỉ thời gian là onje, khi nào. Thế và nghi vấn chỉ sự vật, tức là gì, cái tiếng Việt của chúng ta là cái gì đó, thì là muot. Đại từ nghi vấn chỉ số lượng là ulma, là có nghĩa là bao nhiêu. Thế và có một cái từ nữa cũng là đại từ nghi vấn chỉ số lượng, thế nhưng mà khi chúng ta sẽ sử dụng khi mà chúng ta hỏi trong những cái trường hợp là hỏi về cái số lượng ít, số lượng nhỏ, và hoặc là những cái số lượng mà đã được xác định rõ đấy, thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng cái từ miết. Miết cũng tương tự như trong tiếng Việt của chúng ta, khi chúng ta sử dụng từ mấy hay là từ bao nhiêu, miết có nghĩa là mấy, thì khi với những cái số lượng nhỏ hoặc là đã được xác định rõ thì chúng ta thường hỏi là dùng cái từ mấy để hỏi, đúng không? Thế và trong những trường hợp với những cái số lượng lớn và khó xác định thì chúng ta sẽ dùng từ bao nhiêu, thì trong tiếng Hàn cũng tương tự như vậy. Trong những trường hợp như thế thì các bạn dùng từ ulma. Thế và chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ cụ thể để cho các bạn có thể hiểu rõ hơn cái cách sử dụng của những cái đại từ nghi vấn này. Thế và bây giờ thì thầy Hơ Tông Hoan sẽ đọc cho các bạn nghe những cái ví dụ sau đây nhé. Này, sư giáo viên, chắc gì mà ta? 누가 이수정 씨입니까? 서울대학교가 어디에 있습니까? 근무 시간은 언제부터입니까? 시험 문제는 무엇입니까? 이것은 가격이 얼마입니까? Và sau đây thì thầy Hơ Tông Hoan sẽ đọc, thế và các bạn hãy cùng đọc theo nhé. Xong sau đó tôi sẽ giải thích nghĩa của từng câu một. Nè, ký số có xịp. 누가 이수정 씨입니까? 누가 이수정 씨입니까? 서울대학교가 어디에 있습니까? 서울대학교가 어디에 있습니까? 근무 시간은 언제부터입니까? 근무 시간은 언제부터입니까? 시험 문제는 무엇입니까? 시험 문제는 무엇입니까? 이것은 가격이 얼마입니까? 이것은 가격이 얼마입니까? Rồi. Thế và sau đây thì tôi sẽ giải thích nghĩa của những cái câu này. Hầu như đây là những câu mà có các cái từ mà các bạn đã đều học qua rồi, thì chắc là chúng ta cũng đã biết rõ được nghĩa của nó ngay rồi, đúng không? 누가 이수정 씨입니까? Ai là
Y Su Chung Si. Su Chung, Y Su Chung Si, chắc các bạn vẫn còn nhớ ở đằng sau có cái từ Si là khi mà chúng ta sử dụng với những cái người mà thường là khi mà trong cái quan hệ xã giao, thứ nhất là trong quan hệ xã giao hoặc là những người mà chúng ta mới gặp, chưa biết rõ tuổi tác thì chúng ta dùng thêm, gắn thêm cái từ Si vào đằng sau tên để tỏ ra là gọi người đó một cách lịch sự. Thế và Nuka, ở đây chúng ta không dùng Nuku, bởi vì ai là Isu Jangsi, bởi vì khi đó thì ai ở đây thì đã trở thành có cái vị trí là chủ ngữ, vì vậy mà chúng ta phải dùng là Nuka chứ không phải là Nuku. Ví dụ thứ hai, Seoul Daehakgyo ga eodie isseumnika, trường đại học Seoul thì ở đâu. Câu này rất là dễ đúng không? Và OTE, các bạn thấy có từ E gắn đằng sau cái đại từ OT, ở đâu cũng như trong tiếng Việt của chúng ta, E ở đây có nghĩa là ở. 근무 시간은 언제부터입니까? 근무 시간 là thời gian làm việc đúng không? Thời gian làm việc từ bao giờ, từ bao giờ, hay là từ, nếu trong trường hợp này chúng ta muốn hỏi một cách rõ hơn là từ mấy giờ thì các bạn sẽ nói như thế nào nhỉ? 몇 시부터입니까? 근무 시간은 몇 시부터입니까? Đó, và khi mà chúng ta hỏi một cách chung chung là bắt đầu từ khi nào thì chúng ta sẽ dùng từ 언제. Ví dụ thứ tư, 시험 문제는 무엇입니까? Là gì nhỉ? 시험 문제 tức là đề thi. 문제 thì là nghĩa gốc của nó là vấn đề. Thế nhưng ở đây chúng ta không dịch là vấn đề thi mà chúng ta sẽ phải dịch là đề thi. 시험 문제 무엇입니까? Đề thi là gì vậy? 이것은 가격이 얼마입니까? Câu này thì chắc các bạn cũng biết rồi đúng không? 가격 là giá cả. Cái này thì giá là bao nhiêu? 얼마입니까? Chúng ta sẽ chuyển sang một số những cái trường hợp tiếp theo của đại từ nghi vấn. Nhưng những cái đại từ này nó có trong một số trường hợp nhất định thì nó sẽ không có nghĩa một cái nghĩa xác định là cái đại từ để hỏi nữa, mà ở trong một số các cái câu khẳng định ấy, thì những cái đại từ này nó lại chỉ mang những cái nghĩa, ý nghĩa không xác định. Ví dụ như Nuka hay là Nuku thì nó lại không phải là ai mà là ai đó, hay là Unje thì nó không có một cái nghĩa nhất định là khi nào, mà người ta có thể có chúng ta có thể hiểu như là lúc nào đó, hay là mua thì là một cái gì đó. Các bạn vào cái ví dụ cụ thể thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. 네, 허동환 선생님 이끌 주십시오. 어제 누가 찾아왔어요? 그 얼굴을 어디에서 봤어요? 언제 이 문제를 다시 상의해 봅시다. 집들이에 가는 건데 무엇을 좀 사서 갑시다. Thế và bây giờ các bạn nghe thầy Hơ Tông Hoan đọc lại một lần nữa và các bạn hãy đọc cùng với thầy nhé. 네, 다시 해주십시오. 어제 누가 찾아왔어요? 어제 누가 찾아왔어요? 그 얼굴을 어디에서 봤어요? 그 얼굴을 어디에서 봤어요? 언제 이 문제를 다시 상의해 봅시다. 어제 이 문제를 다시 상의해 봅시다. 집들이에 가는 건데 무엇 좀 사서 갑시다. 집들이에 가는 건데 무엇은 좀 사서 갑시다. 아, 그래서 어제 누가 찾아왔어요? 어제 là hôm qua đúng không các bạn? 누가 찾아왔어요? Nếu như đây là câu hỏi 어제 누가 찾아왔어요? Thì chúng ta sẽ phải hiểu rằng 누가 ở đây là đại từ nghi vấn. Ngày hôm qua thì ai đã tìm đến? Chataota. Chata vừa cái nghĩa gốc của nó là tìm đúng không các bạn? Nhưng khi nó ghép với aota thì nó sẽ có cái nghĩa là tìm đến. Thế nhưng nếu như trong trường hợp nó là câu khẳng định thì cái nuka này sẽ trở thành một cái đại từ không có nghĩa xác định, tức là ngày hôm qua có ai đó đã tìm đến. Ngày hôm qua có ai đó đã tìm đến chứ không phải là ai đã tìm đến, nó không phải là câu hỏi. Khi nó không phải câu hỏi thì nó sẽ trở thành một cái đại từ không xác định. Ví dụ thứ hai, 그 얼굴을 어디에서 봤어요? Như trong trường hợp này là câu hỏi thì cái 어디 này
có nghĩa là một đại từ xác định. 그 얼굴을 어디에서 봤어요? Cái người khuôn mặt của người đó thì đã nhìn thấy ở đâu? Anh đã nhìn thấy khuôn mặt của người đó ở đâu? 얼굴 là mặt, khuôn mặt. Thế nhưng khi đây là một câu khẳng định, không phải là một câu hỏi, chúng ta nói với một ai đó là à, tôi đã nhìn thấy cái khuôn mặt này ở đâu đó chẳng hạn, thì lúc đó 어디 nó sẽ trở thành một cái đại từ nghi vấn không có nghĩa xác định. Thế và chúng ta chuyển sang ví dụ thứ ba. 언제 이 문제를 다시 상의해 봅시다. 상의하다 có nghĩa là thảo luận hay là trao đổi. 언제, khi nào đó thì chúng ta hãy trao đổi lại về cái vấn đề này. 이 문제를, trao đổi về cái vấn đề này lại. 다시 là lại một lần nữa. Ví dụ tiếp theo. 집들이에 가는 건데 무엇 좀 사서 갑시다. 집들이 là gì các bạn nhỉ? Chúng ta đã gặp vài lần rồi. Đó là cái bữa tiệc tân gia. Khi mà làm nhà mới thì bao giờ người Hàn cũng tổ chức những bữa tiệc tân gia để mời bạn bè đến chúc mừng. Thì cái đó là 집들이. 집들이에 가는 건데, à, tôi đi đến cái bữa tiệc tân gia. Thế nhưng 좀 무엇 좀 사서 갑시다. Đó, đây là một cái câu dụ. 무엇 좀 사서 갑시다. À, chúng ta hãy mua gì đó, mua một cái gì đó và đi. Chúng ta hãy mua một cái gì đó để đi đến cái bữa tiệc tân gia. Đó là những cái trường hợp mà đại từ nghi vấn sử dụng nhưng với cái nghĩa là không xác định, nhưng mà như tôi đã giải thích ban nãy. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần thứ hai. Đó là cái phụ từ, hay là có thể nói là tiểu từ tư. Tiểu từ tư trong một số trường hợp thì nó chúng ta có thể dịch là, trong tiếng Việt cũng có thể dịch là những, tức là cái từ để chỉ số nhiều. Nó trong một số trường hợp ấy thì nó cũng có những cái nghĩa không xác định, tức là nó không đứng trực tiếp sau danh từ. Nếu khi nó đứng trực tiếp sau danh từ thì nó sẽ có nghĩa là những. Thế nhưng trong một số trường hợp ấy thì nó chỉ đơn giản là một cái tiểu từ để chỉ số nhiều thôi. Thế và trong những trường hợp đó thì thường nó không đứng, nó không đi kèm với cả danh từ. Thế và các bạn sẽ hiểu cái cách sử dụng khi mà chúng ta đi vào những cái ví dụ cụ thể như sau. Thế và bây giờ thầy Hơ Tông Hoan sẽ đọc cho các bạn nghe một lần nhé. 네, 선생님. 사람들이 왜 안 왔어요? 다들 바쁜 것 같아요. 외국인들은 베트남 경치를 좋아합니까? 모두들 좋아합니다. Và bây giờ thầy sẽ đọc lại một lần để cho các bạn đọc theo nhé. 네, 다시 한번 해주세요. 사람들이 왜 안 왔어요? 사람들이 왜 안 왔어요? 다들 바쁜 것 같아요. 다들 바쁜 것 같아요. 외국인들은 베트남 경치를 좋아합니까? 외국인들은 베트남 경치를 좋아합니까? 모두들 좋아합니다. 모두들 좋아합니까? 사람들이 왜 안 왔어요? 사람들이 khi này thì 뜰 nó đứng ở đằng sau danh từ, đúng không các bạn? Và trong những trường hợp này thì nó có cái nghĩa là những, hay là như trong tiếng Việt của chúng ta thì chúng ta sẽ phải dựa vào từng cái ngữ cảnh mà dịch cho nó nghe cho nó thuần Việt đó. 왜 안 왔어요? Tại sao lại không đến? Mọi người tại sao lại không đến? Đúng không? Trong trường hợp này chúng ta có thể dịch là như vậy. Mọi người tại sao lại không đến? 다들 바쁜 것 같아요. 다들, 다 có nghĩa là tất cả, đúng không? Thế và khi này thì 뜰 không đứng sau danh từ nữa. Thế và đây nó như là một cái từ để chỉ số nhiều và bổ trợ cho cái từ 다. 다들 바쁜 것 같아요. Mọi người như là đều bận cả. Ví dụ thứ hai. 외국인들은 베트남 경치를 좋아합니까? 외국인 là người nước ngoài. Thế và 뜰 đứng đằng sau 외국인 để chỉ là số nhiều. 베트남 경치를 좋아합니까? 경치 là nếu mà theo tiếng Hán là cảnh trí, thế nhưng mà chúng ta có thể dịch là phong cảnh. Người nước ngoài, những người nước ngoài thì có thích phong cảnh của Việt Nam không?
모두들 좋아합니다. Đó, và cái từ tư này nó cũng có nghĩa như cái tư ở cái ví dụ đầu tiên. 다들 바쁜 것 같아요 hay là 모두들 좋아합니다. Chúng ta sẽ xem một số những cái ví dụ tiếp theo nữa nhé. Các bạn nghe thầy Hơ Tông Hoan đọc lại một lần. 선생님이 읽어주세요. 이 시장에서는 싸게 파는군요. 그래서 사람들이 많이 옵니다. 시간이 괜찮으시면 우리 집에 놀러들 오세요. 오늘 시간이 안 될 것 같은데 다음 주에 가겠습니다. 이 회사의 직원들은 다 실력이 있는 사람들입니다. 회사가 튼튼하겠네요. Và bây giờ thì thầy sẽ đọc lại một lần nữa và các bạn đọc theo thầy nhé. 네, 다시 한번. 이 시장에서는 싸게 파는군요. 이 시장에서는 싸게 파는군요. 그래서 사람들이 많이 옵니다. 그래서 사람들이 많이 옵니다. 시간이 괜찮으시면 우리 집에 놀러들 오세요. 시간이 괜찮으시면 우리 집에 놀러들 오세요. 오늘 시간이 안 될 것 같은데 다음 주에 가겠습니다. 오늘 시간이 안 될 것 같은데 다음 주에 가겠습니다. 이 회사의 직원들은 다 실력이 있는 사람들입니다. 이 회사의 직원들은 다 실력이 있는 사람들입니다. 회사가 튼튼하겠네요. 회사가 튼튼하겠네요. Tôi sẽ giải thích những cái ví dụ này. 이 시장에서는 싸게 파는군요. 시장 là chợ đúng không các bạn? 이 시장에서는 là ở cái chợ này thì 싸게 파는군요. 싸다 ở đây chúng ta thấy có hai một động từ và một tính từ. 싸다 có nghĩa là rẻ. Thế và 팔다. 팔다 là gì nhỉ? 팔다 là bán. Thế và động từ nguyên dạng của nó là 팔다. Có 받침 là liền. Thế nhưng ở đây đằng sau chúng ta có kết hợp với đuôi cảm thán mùa mua nên cùn nhiều. Thế cho nên cái liền này đã bị biến mất. Thế và nó có cái dạng là 파는 cùn nhiều. Ở cái chợ này thì bán đồ thật là rẻ. 그래서 사람들이 많이 옵니다. À, bởi vì vậy. 그래서 là vì vậy. Vì vậy mà mọi người đến rất là nhiều. 많이 옵니다. Ví dụ tiếp theo. 시간이 괜찮으시면 우리 집에 놀러들 오세요. 시간이 괜찮으시면 시간 là thời gian đúng không các bạn? 괜찮다. 괜찮다 là không sao hay là trong một số trường hợp thì chúng ta có thể dịch là được hay là tốt đó. Thì ở trong trường hợp này chúng ta dịch thế nào nhỉ? 시간이 괜찮으시면 nếu mà thời gian mà tức là nếu mà có thời gian thì chúng ta trường hợp thời gian chúng ta có thể dịch là như vậy. Nếu mà thời gian rảnh rỗi hay là có thời gian thì 우리 집에 놀러들 오세요. Cái từ ở đây nó không gắn với danh từ, nó không đứng sau danh từ mà nó lại các bạn thấy là nó lại đứng sau động từ. Thế và nó có một cái để biểu thị là mời một số đông người. 우리 집에 놀러들 오세요. Tức là mọi người hãy đến nhà tôi chơi. Thế và mặc dù là không có cái bổ ngữ là mời ai và mời những người nào, thế nhưng khi chúng ta thấy 놀러 không phải là 놀러 오세요. 놀러 오세요 thì có thể là nói với một người thôi là xin hãy đến nhà tôi chơi. Thế nhưng khi người ta nói là 놀러들 오세요 tức là nói với nhiều người, nói với một số đông người. 오늘 시간이 안 될 것 같은데 다음 주에 가겠습니다. 오늘 시간이 안 될 것 같은데 là gì nhỉ? À, thời gian của tôi ngày hôm nay thì có lẽ là không được. 시간이 안 된다. 안 되다 có nghĩa là thời gian không được. Và 뭐뭐 liền 것 같아 là cái câu là cái cấu trúc phán đoán hay là nói một cách là tức là dường như hay là có vẻ như, tức là nói không xác định được đó.
Có lẽ là thời gian của tôi hôm nay không được, thế cho nên là tham chúa cả cái sự gì ta, đến tuần sau thì tôi sẽ đến. Ví dụ cuối cùng, 이 회사의 직원들은 다 실력이 있는 사람들입니다. Các bạn thấy là trong trường hợp này, trong cái câu này thì từ xuất hiện hai lần. Thế nhưng ở đây chúng cũng đều có nghĩa tương tự như nhau. 이 회사의 직원들은, 직원 là gì nhỉ? 직원 là nhân viên. Những cái nhân viên của công ty này thì 다 실력이 있는 사람들입니다. Đều là những người có năng lực. 실력 là có năng lực hay là thực lực đó. 실력이 있는 사람들입니다. Đều, tất cả đều là những người có năng lực. 회사가 튼튼하겠네요. Vậy thì công ty sẽ chắc là sẽ vững mạnh. 튼튼하다 có nghĩa là như là mạnh. Trong một số trường hợp ví dụ như là người ta thường nói là ví dụ như bạn có, vì có một người bạn mà luôn ở bên cạnh giúp đỡ chẳng hạn, có thể là không giúp đỡ được nhiều nhưng mà chỉ là những cái lúc khó khăn hay những cái lúc khó khăn hay gặp việc gì đó mà người bạn đó có thể an ủi bạn chẳng hạn, thì lúc đấy ví dụ như những trường hợp như đó thì chúng ta chỉ nói là 아, 이 친구가, 이 친구가 옆에 있어서 튼튼합니다. Ví dụ như thế, chúng ta nói như thế, chúng ta có thể dùng như vì có cái bạn, người bạn này bên cạnh thì cho nên là tôi cảm thấy rất là vững vàng chẳng hạn. Trong một số trường hợp chúng ta có thể dùng được như thế. Thế và chúng ta sẽ chuyển sang một cái trường hợp khác, đó là mùa mua nên cột. Bản thân cái từ cột này nó là nếu mà nói về nghĩa thì nó có nghĩa là ví dụ như là cái hay là việc, tức là sự việc cuộc đó, các những cái giống như trong tiếng Việt của chúng ta, những cái từ mà để danh từ hóa động từ, tức là để biến danh từ hay tính từ trở thành, xin lỗi các bạn, biến động từ hay tính từ trở thành danh từ, hoặc là trong một câu biến cả một cái mệnh đề, một cả một cái cặp chủ vị chủ ngữ vị ngữ trở thành một danh từ để làm cái vị trí là chủ ngữ trong câu chẳng hạn, khi đó chúng ta sẽ dùng là mùa mùa nên cợt. Điều đó có nghĩa là nên cợt này sẽ luôn luôn đứng trước, luôn luôn đứng sau động từ hoặc là danh từ, tức là kết hợp với động từ hoặc danh từ. Chúng ta sẽ đi vào những cái ví dụ cụ thể, và bây giờ thì thầy Hơ Tông Hoan sẽ lại đọc cho các bạn nghe những cái ví dụ này nhé. Nè, sao xin nhìn tôi chia sẻ. 담배 피우는 것은 건강에 굉장히 해롭습니다. 그래서 요즘에 텔레비전에 담배를 끊는 홍보가 많이 있습니다. 이것은 얼마입니까? 이것은 공짜로 드리는 것입니다. Và bây giờ thì thầy Hơ Đông Hoan sẽ đọc lại một lần, thế và các bạn đọc theo thầy nhé. 네, 다시 읽어 주십시오. 담배 피우는 것은 건강에 굉장히 해롭습니다. 담배 피우는 것은 건강에 굉장히 해롭습니다. 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 담배 피우는 것은 담배 피우는 것은 그래서 요즘엔 텔레비전에 담배를 끊는 홍보가 많이 있습니다. 그래서 요즘에 텔레비전에 담배를 끊는 홍보가 많이 있습니다. 이것은 얼마입니까? 이것은 얼마입니까? 이것은 공짜로 드리는 것입니다. 이것은 공짜로 드리는 것입니다. Bây giờ tôi sẽ giải thích những cái ví dụ này. Với những cái ví dụ ngày hôm nay có vẻ như là có khá nhiều từ mới đối với các bạn đúng không? 담배 피우는 것은 피우다. Các bạn nhớ là cái từ 피우다 nó có cái piup. Nó các bạn đọc phải hơi bật hơi ra một chút, piup, piuta. Piuta. Đúng rồi. 담배 피우다 là gì nhỉ? Hút thuốc. 담배 피우는 것은 là gì nhỉ? Cái việc hút thuốc. Cái nâng cật sân này nó có cái nhiệm vụ là làm danh từ hóa cả cái một cái
mệnh đề ở đằng trước để biến cái mệnh đề này trở thành chủ ngữ trong câu. Cái việc hút thuốc thì 건강에 굉장히 해롭습니다. 건강 là sức khỏe đúng không bạn? Và 해롭다 có nghĩa là có hại. Cái việc hút thuốc thì rất là có hại cho sức khỏe. 굉장히 건강에 굉장히 해롭습니다. Ví dụ thứ hai. 그래서 요즘에 텔레비전에 담배를 끊는 홍보가 많이 있습니다. 그래서 là gì nhỉ? Vì vậy đúng không? 요즘에 gần đây hay là dạo này thì 텔레비전에 담배를 끊는 홍보가 많이 있습니다. Television là TV đúng không các bạn? Và 담배를 끊다. 끊다 có nghĩa là kết thúc. Kết thúc hay là có thể nói là bỏ. Trong một số trường hợp là bỏ hay là ví dụ như là điện thoại chẳng hạn. Với điện thoại thì nó là gì nhỉ? Ngắt điện thoại. 전화를 끊는 다. Thì chúng ta phải dịch là ngắt điện thoại hay là gọi là gì nhỉ? Dập điện thoại. Thế ở trong trường hợp này là bỏ thuốc lá. Hongbo nó có cái nghĩa hơi tương tự giống với từ quảng cáo ấy, quảng cô, nhưng mà nó có thêm một cái nghĩa là như là vận động ấy, hay là cổ động ấy, vận động. Ở vì vậy mà dạo này hay là gần đây thì trên TV có rất nhiều những cái quảng cáo vận động là bỏ thuốc, vận động mọi người bỏ thuốc. Ví dụ thứ hai. 이것은 얼마입니까? Cái này thì giá là bao nhiêu? 이것은 공짜로 드리는 것입니다. 공짜 là gì nhỉ? Đó là miễn phí. 공짜로 드리는 것입니다. 드리다 ở đây là đồng nghĩa với từ 주다. Thế nhưng các bạn dùng từ 드리다 khi mà cái đối tượng nói mà chúng ta đang đối thoại là những cái người mà chúng ta cần phải kính trọng á, thì các bạn dùng là 드리는 것입니다. Cái này là cái mà chúng tôi tức là cho miễn phí, không bán. Chúng ta sang một số những cái ví dụ tiếp theo ở trong cái trường hợp này. Và thầy Hơ Tông Hoan sẽ lại đọc cho các bạn nghe một lần nhé. 네, 선생님 부탁드립니다. 밤에 책을 읽는 것은 눈에 안 좋습니다. 그래요. 저는 몰라서 자주 읽었는데요. 매일 약을 먹는 것을 잊지 마세요. 네, 매일 꼬박꼬박 먹고 있습니다. 이것은 어떻게 사용하는 것입니까? 안내서를 보고 쓰세요. Và bây giờ thầy sẽ đọc lại một lần nữa và các bạn đọc theo thầy Hơ Tông Hoan nhé. 밤에 책을 읽는 것은 눈에 안 좋습니다. 밤에 책을 읽는 것은 눈에 안 좋습니다. 그래요. 저는 몰라서 자주 읽었는데요. 그래요. 저는 몰라서 자주 읽었는데요. 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 매일 약을 먹는 것을 잊지 마세요. 매일 약을 먹는 것은 잊지 마세요. 네. 매일 꼬박꼬박 먹고 있습니다. 네, 매일 꼬박꼬박 먹고 있습니다. 이것은 어떻게 사용하는 것입니까? 이것은 어떻게 사용하는 것입니까? 안내서를 보고 쓰세요. 안내서를 보고 쓰세요. và tôi sẽ giải thích một số những cái ví dụ này. 밤에 책을 읽는 것은 밤에 밤 là gì nhỉ các bạn nhỉ? Đó là đêm. Và ban đêm, 책을 읽는 것은 cái việc đọc sách vào ban đêm thì 눈에 안 좋습니다. 눈 ở đây có nghĩa là mắt. 눈 còn có một nghĩa nữa là tuyết. 밤에 책을 읽는 것은 눈에 안 좋습니다. Cái việc đọc sách vào ban đêm thì rất là không tốt cho mắt. 그래요. 저는 몰라서 자주 읽었는데요. Thế à, 그래요. Thế à, 저는 몰라서, tôi đã không biết, vì tôi không biết, thế cho nên là 자주 읽었는데요, tôi đã thường xuyên đọc. Tôi đã thường, ở đây chúng ta phải hiểu là đã thường xuyên đọc vào buổi đêm, đúng không? Ví dụ từ tiếp theo. 매일 약을 먹는 것을 잊지 마세요.
매일 là gì các bạn nhỉ? Hàng ngày. 약을 먹는 것을 là cái việc mà uống thuốc. 약을 먹다. 약 ở đây là thuốc. Và 잊지 마세요. 잊다 có nghĩa là quên. Đừng có quên cái việc uống thuốc hàng ngày. Đó. 네. 매일 꼬박꼬박 먹고 있습니다. Vâng, thì tôi đang uống đều đặn hàng ngày. 꼬박꼬박 có nghĩa là đều đặn. Khi mà chúng ta phải chỉ một cái việc gì đó mà chúng ta phải làm hàng ngày. Ví dụ như là 밥을 꼬박꼬박 먹고 있어요. Thì trong những trường hợp như thế, ví dụ như là chúng ta có thể nói là gì nhỉ? Bạn có hàng ngày có ăn cơm đều đặn không ấy? Thì thường là chúng người ta sử dụng trong những trường hợp như vậy. Ví dụ tiếp theo. 이것은 어떻게 사용하는 것입니까? 사용하다 là gì nhỉ? Sử dụng. Cùng một nghĩa sử dụng thì chúng ta còn có từ nữa là 쓰다. Thế và riêng cái từ 쓰다 này cũng có rất là nhiều nghĩa. 쓰다 là gì nhỉ? Sử dụng này. Và có một nghĩa nữa là viết này. Thế và nếu là tính từ thì nó còn có một nghĩa nữa là đắng. Đắng. 쓰다 là đắng. 안내서를 보고 쓰세요. 안내서 là bản hướng dẫn hay là cái giấy hướng dẫn. 안내 có nghĩa 안내하다 có nghĩa là hướng dẫn. Thế và 안내서 là giấy hướng dẫn. 안내서를 보고 쓰세요. Bạn hãy xem cái giấy hướng dẫn và sử dụng. Đó là toàn bộ những cái ví dụ của cái trường hợp mùa mua nên cật là tức là danh từ hóa động từ hay là tính từ. Bây giờ bạn hãy thử đặt cho tôi một ví dụ trong trường hợp này. 예문을 하나 만들어 주세요. 저는 축구하는 것은 좋아해요. 아, 그래서 저는 축구하는 것을 좋아합니다. 좋아해요. là gì nhỉ? 축구하다 là đá bóng. 축구하다. Tôi thích đá bóng. Đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái cấu trúc ngữ pháp khác, đó là mùa mua kết. Kết các bạn đã gặp rất là nhiều lần rồi, thế và chắc các bạn cũng vẫn còn nhớ đó là cái tiểu từ biểu thị tương lai. Thế và chúng ta thường dịch là sẽ. Thế nhưng mà trong một số trường hợp ấy thì người ta còn sử dụng để biểu thị cái sự phán đoán. Tức là nếu như trong tiếng Việt của chúng ta thì có thể dịch là chắc là. Trong một số trường hợp nó không có cái nghĩa khẳng định là sẽ làm một cái việc gì đó mà khi mà người ta đoán, dự đoán về một cái việc gì đó thì chúng ta cũng dùng cái từ kết. Thế và các bạn xem những cái ví dụ cụ thể nhé. Và thầy Hơ Tông Hoan sẽ đọc cho các bạn xem. 내일 회의에 참석하시겠죠? 내일 중요한 약속이 있어서 참석하지 못하겠습니다. 저는 한국에 5년 동안 있었어요. 한국 풍습을 잘 아시겠군요. 제 말을 다 이해하셨어요? 별로 이해되지 않는데 다시 한번 말씀해 주시겠습니까? 제가 엄마를 많이 닮았어요. 어머님이 미인이시겠네요. 하늘을 보니까 비가 곧 오겠어요. 그러면 빨리 가요. 길이 막히겠어요. Và bây giờ thầy Hồ Tông Hoan sẽ đọc và các bạn đọc cùng với thầy nhé. 내일 회의에 참석하시겠죠? 내일 회의에 참석하시겠지요? 내일 중요한 약속이 있어서 참석하지 못하겠습니다. 내일 중요한 약속이 있어서 참석하지 못하겠습니다. 저는 한국에 5년 동안 있었어요. 저는 한국에 5년 동안 있었어요. 한국 풍습을 잘 아시겠군요. 한국 풍습을 잘 아시겠군요. 제 말을 다 이해하셨어요?
제 말을 다 이해하셨어요? 별로 이해되지 않는데 다시 한번 말씀해 주시겠습니까? 별로 이해되지 않는데 다시 한번 말씀해 주시겠습니까? 제가 엄마를 많이 닮았어요. 제가 엄마를 많이 닮았었어요. 닮았어요. 닮았어요. 어머님이 미인이시겠네요? 어머님이 미인이시겠네요? 하늘을 보니까 비가 곧 오겠어요. 하늘은 보니까 비가 곧 오겠어요. 그러면 빨리 가요. 길이 막히겠어요. 그러면 빨리 가요. 길이 막히겠어요. 아바. Tôi sẽ giải thích những cái ví dụ mà các bạn vừa mới đọc. 내일 회의에 참석하시겠죠? 회의 là buổi họp đúng không? 참석하다 là tham gia, tham dự. Bạn sẽ hay là anh sẽ tham dự vào cái buổi họp ngày mai phải không ạ? Ở đây thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ dịch là sẽ. Nó là có thể lẽ là biết trước cái sự việc này rồi và chúng ta chỉ hỏi để xác định lại thôi đúng không? 내일 중요한 약속이 있어서 참석하지 못하겠습니다. 아, 내일 중요한 약속이 있어서 중요하다 là gì nhỉ? Đặc biệt. Quan trọng. 중요하다 là quan trọng. 중요한 약속이 있어서 tôi có một cái hẹn quan trọng. Thế cho nên là 참석하지 못하겠습니다 là tôi sẽ không thể tham dự được, không thể tham dự cái buổi họp đó được. Ví dụ tiếp theo. 저는 한국에 5년 동안 있었어요. Tôi đã ở Hàn Quốc trong 5 năm. 동안, 뭐뭐 동안 là trong một thời gian nào đó. 5년 동안 là tôi đã ở đây trong 5 năm. 한국 풍습을 잘 아시겠군요. Đây có thể nói là một cái trường hợp kết dùng để phán đoán về cái sự việc đó. 한국 풍습, 풍습 là các bạn thấy là nó rất là giống một cái từ của chúng ta, đó là từ phong tục. Đây là từ xuất phát từ tiếng Hán. Vậy thì chắc là anh sẽ biết rất là rõ những cái phong tục của Hàn Quốc đúng không? Các bạn thấy là 잘 아시겠군요. 안다, 안다 là biết đúng không? Liền, có 받침 là liền. Thế nhưng trong trường hợp này khi kết hợp với cái si đằng sau nó là siọt, thế cho nên là cái liền này nó đã biến mất và chúng ta có cái dạng là asiket của nhỏ. Ví dụ tiếp theo, 제 말을 다 이해하셨어요. 제 말을 là gì nhỉ? Cái lời của tôi, những cái lời nói của tôi thì bạn đã hiểu hết rồi chứ? 다 이해하셨어요. 별로 이해되지 않는데, 별로 và mùa mùa 하지 않다 tức là gì nhỉ? Tôi vẫn chưa hiểu lắm. 이해하다, 이해되다, chưa hiểu. Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Thế cho nên là 다시 한번 말씀해 주시겠습니까? Có thể nói lại cho tôi một lần nữa được không? 말씀하다. Nó có đồng nghĩa với cái động từ 말하다. 말하다 hay là 이야기하다. Thế nhưng 말씀하다 chúng ta sẽ phải dùng trong những cái trường hợp mà nói với cả người lớn hơn, tức là tỏ cái sự kính trọng. Malhata nói và malsumhata có đồng nghĩa, thế nhưng dùng trong những cái trường hợp cần phải kính trọng cái người đối diện. 제가 엄마를 많이 닮았어요. 닮다 có nghĩa là giống. 제가 엄마를 많이 닮았어요 là gì nhỉ? Tôi giống mẹ tôi rất là nhiều. Cũng một cái từ là cũng có một cái nghĩa là giống nhau. Thế nhưng có một thêm một cái từ nữa là 비슷하다. Nhưng trong cái trường hợp mà nói là giống ai đó, giống một người nào đó thì các bạn phải dùng từ 닮다 chứ chúng ta không dùng được cái từ 비슷하다. 비슷하다 là dùng giống khi mà nói hai sự việc hay một cái vật gì đó giống nhau thì chúng ta dùng 비슷하다. Thế nhưng 닮다 thì sẽ dùng với người. 어머님이 미인이시겠네요. 어머님. Bình thường khi mà nói mẹ thì là gì nhỉ?
Ermoni đúng không? Ermoni. Thế nhưng để kính trọng, và khi nói với một người ai đó và để kính trọng, để tỏ ra là kính trọng mẹ mình, thì chúng ta thêm cái miềm vào là Ermonim. Ermonimi min isket neo. Min là gì nhỉ? Nếu như dịch theo tiếng Hán thì là mỹ nhân, tức là người đẹp. Thế trong tiếng Việt của chúng ta thì không còn dùng cái từ đó nữa, thế nhưng chúng ta có thể hiểu là à thế thì chắc là mẹ của bạn cũng rất là đẹp. Min isket neo. Kết ở đây chúng ta có thể hiểu là một cái trường hợp đoán đúng không các bạn? Chắc là, có lẽ là. 하늘을 보니까 비가 곧 오겠네요. 하늘 là bầu trời. Nhìn trời thì chắc là, có lẽ là mưa, chắc là sẽ sắp mưa. Cốt, cốt ở đây có nghĩa là sắp hay là ngay. Chắc là sẽ sắp mưa, đúng không? 그러면 빨리 가요. 길이 막히겠어요. 그러면 là gì nhỉ? Nếu vậy thì. Nếu vậy thì 빨리 가요. Chúng ta phải đi nhanh lên. 길이 막히겠어요. 길이 막히다. 막히다 có nghĩa là bị cái gì đó bị tắc nghẽn lại, bị chặn lại nữa. Hay là đây chúng ta trong trường hợp này thì là đường tắc. 길 là đường. 길이 막히겠어요. Đường sẽ bị tắc đấy. Đó là toàn bộ những cái ví dụ trong cái phần cách sử dụng của từ kết. Thế và chúng ta sẽ chuyển sang một trường hợp khác, đó là cái tiểu từ kê. Đây là một cái vĩ tố trạng ngữ đứng sau thân tính từ để biểu hiện, để biến cái tính từ đó thành trạng từ. Thế và trong tùy theo trường hợp ý, thì chúng ta có những cái cách dịch phù hợp khác nhau, như là một cách hay là làm cho hay là trở nên. Thế nhưng mà trong tiếng Việt của chúng ta thì cái từ này nhất thiết cũng không nhất thiết là phải dịch, mà trong một số trường hợp thì nó không dịch được. Thế và bây giờ mời các bạn xem những cái ví dụ của trường hợp này, và thầy Hơ Tông Hoan sẽ đọc cho chúng ta cái phần ví dụ của kê này nhé. Các bạn cùng nghe. Để sơ sinh nghiệp bị câu chuyện cho. 예쁘게 화장해 주세요. 말을 천천히 해주세요. 손님에게 친절하게 대해줘야 물건을 잘 팔리지요. 너무 비싸게 샀어요. 이번 방학은 아주 즐겁게 지냈습니다. Và bây giờ thì thầy sẽ đọc lại một lần từng câu và các bạn đọc cùng với thầy nhé. 예쁘게 화장해 주세요. 예쁘게 화장해 주세요. 말을 천천히 해 주세요. 말은 천천히 해 주세요. 손님에게 친절하게 대해줘야 물건이 잘 팔리지요. 을 사이 물건이 잘 팔리지요. 이 손님에게 친절하게 대해줘야 문건은 물건이 문건이 문건이 잔 팔리지요. 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 너무 비싸게 샀어요. 너무 비싸게 샀어요. 이번 방학은 아주 즐겁게 지냈습니다. 이번 방학은 아주 즐겁게 지냈습니다. 아, ở đây có một trường hợp bị nhầm, đó là 물건 không phải là 물건을 mà 잘 팔리다 mà là 문건이, bởi vì cái từ 팔리다 ở đây nó đã được chuyển sang trạng sang cái dạng bị động rồi, được bán chứ không phải là 팔다 là bán nữa. Thế cho nên là 문건 ở đây sẽ phải có cái vai trò là chủ ngữ chứ không phải là bổ ngữ nữa. Tôi sẽ để chúng ta sẽ đi từ đầu những cái ví dụ này nhá. 예쁘게 화장해 주세요. 예쁘다 là tính từ, là đẹp đúng không các bạn? Thế nhưng mà ở đây nó là 예쁘게 화장해 주세요. 화장하다 là trang điểm. Xin hãy trang điểm cho tôi thật là đẹp. Thật đẹp cho tôi. Vậy thì như ở trong này thì để mà hai cái tính từ hay là động từ có thể đi liền với nhau, thì không như trong tiếng Việt của chúng ta là chúng có thể đi liền với nhau mà không cần bất cứ một cái gì cả. Thế nhưng trong tiếng Hàn thì không bao giờ hai tính từ hay là hai động từ đi liền với nhau, mà bao giờ một là bạn phải danh từ hóa cái tính từ hay cái động từ trước nó,
Hai là chúng ta phải biến nó thành trạng ngữ, tức là bằng cách là thêm kê vào đằng sau cái tính từ đó. Yep cứ kê tức là hãy hóa trang cho, tức là nếu mà dịch theo gọi tức là dịch để cho không bỏ sót từ nào ấy, thì là hãy hóa trang làm cho tôi trở nên đẹp ấy. Thế nhưng trong tiếng Việt của chúng ta thì có thể là chúng ta không cần phải dịch yep cứ kê hóa trang hay chú xéo là hãy hóa trang thật đẹp cho tôi. 말을 천천히 해주세요. 말을 천천히 해주세요. Ở trong trường hợp này thì xin lỗi các bạn là tôi đã viết nhầm nhẹ ra cái từ chân chân ha tà. Động từ nguyên thể của nó là chân chân ha tà, có nghĩa là từ từ. Hãy nói từ từ. Thế nhưng mà nếu như chúng ta chuyển sang là dùng là kê thì là chân chân ha kê. Thế nhưng ở đây thường thì cái từ này ấy, thì nó lại thường là người Hàn nói là chân chân hi, tức là cái từ này nó chuyển thành phó từ. Thì nghe nó sẽ gọi là thuần Hàn hơn. Còn nếu như đúng ngữ pháp thì chúng ta có thể nói là chân chân ha kê. Hết chú xe hột là hãy xin hãy làm ơn nói chậm lại, nói từ từ cho tôi một chút. 손님에게 친절하게 대해 줘야 문건이 잘 팔리지요. 손님 là gì nhỉ? Là khách hàng. 손님에게 친절하게 대해 줘야 친절하다 là thân thiện. Thế và theo ta là đối xử, tức là phải tiếp hay đối xử, hay là có thể dịch là tiếp đãi. Chúng ta phải gọi là tiếp đãi thân thiện với khách hàng thì 물건이 잘 팔리죠, thì hàng mới có thể bán được nhiều. 팔리다 như các bạn, như tôi đã nói với các bạn ở đây ban nãy, là nó đã được cái động từ 팔다, nó đã được chuyển sang cái ở cái dạng bị động 팔리다. Thế bởi vì như thế cho nên là mun cơn sẽ không phải là bổ ngữ, không phải là bổ ngữ ở với cái từ palda nữa, mà nó sẽ phải trở thành chủ ngữ. Mun cơn đi chal palicho thì phải gọi là gì nhỉ, thân thiện với khách hàng thì hàng hóa mới bán được nhiều. Trường hợp tiếp theo, nếu mu pisake sắt rồi, tôi đã bị mua quá đắt. Pisata là đắt. 이번 방학은 아주 즐겁게 지냈습니다. 방학 là gì? Là kỳ nghỉ, đúng không? Cái kỳ nghỉ này thì 아주 즐겁게 지냈습니다. 즐겁다 có nghĩa là vui vẻ. Và 지냈습니다, 지내다 có nghĩa, nếu mà nguyên nghĩa của nó, nguyên nghĩa gốc của nó thì có lẽ thì chúng ta có thể nói là trải qua. Thế nhưng mà trong trường hợp này thì các bạn có thể dịch là gì nhỉ? Cái kỳ nghỉ hè này thì tôi đã nghỉ rất là vui vẻ chẳng hạn. Tức là chúng ta không thể nói là kỳ nghỉ hè này tôi đã trải qua rất là vui được. Thế nhưng mà người Hàn thì thường là người ta dùng cái từ 지내다. Như là khi mà gặp ai đó bao giờ người ta cũng hỏi là 어떻게 지내셨어요? Tức là bạn đã dạo này thế nào đó? Nếu như trong tiếng Việt của chúng ta có thể dịch là dạo này thế nào, tức là dạo này, là dạo này sống thế nào chẳng hạn. Tương tự như vậy thì trong trường hợp này chineta cũng có cái nghĩa như thế. Thế và sau đây chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần cuối cùng trong cái bài này, đó là momua manne, tức là sau. Cái từ sau này nó khác với cả cái momua hue, ở chỗ là momo khuê chỉ có nghĩa đơn thuần là sau. Thế nhưng mà cái man nê này nó là sau một thời gian, thế và trong cái thời gian đó bạn đã không làm một cái việc gì đó, thế nhưng bắt đầu từ cái thời điểm bạn nói thì tức là bạn sẽ lại bắt đầu lại một cái việc gì đó. Chúng ta sẽ, có nghĩa lẽ là các bạn sẽ hiểu rõ hơn khi mà chúng ta đi vào những cái ví dụ cụ thể. Và thầy Hơ Tông Hoan sẽ lại đọc cho các bạn nghe nhé. 오랜만이에요. 네, 정말 오래간만에 만나서 반갑네요. 졸업한 때부터 몇 년 만에 학교에 다시 왔어요? 10년 만에 돌아온 겁니다. 집을 얼마 만에 청소했어요?
일주일 만에 청소한 것이에요. 몇 년 만에 고향에 돌아왔습니까? 몇십 년 만입니다. 애인과 싸웠어요? 네, 한 달 만에 화해했습니다. Thầy sẽ đọc lại từng câu một và các bạn đọc theo nhé. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 네, 정말 오래간만에 만나서 반갑네요. 네, 정말 오랜만에 만나서 반갑네요. 졸업한 때부터 몇 년 만에 학교에 다시 왔어요? 졸업한 때부터 졸업한 때부터 졸업한 때부터 몇 년 만에 학교에 다시 왔어요? 왔어요. 왔어요. 그러니까 câu hỏi thì cho nên là chúng ta phải đọc lên giọng. 다시 왔어요. 10년 만에 돌아온 겁니다. 10년 만에 돌아온 겁니다. 돌아온 겁니다. 집을 얼마 만에 청소했어요? 집은 얼마 만에 청소했어요? 일주일 만에 청소한 것이에요. 일주일 만에 청소한 것이에요. 몇 년 만에 고향에 돌아왔습니까? 몇 년 만에 고향에 돌아왔습니까? 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 몇십 년 만입니다. 몇십 년 만입니다. 애인과 싸웠어요? 애인과 싸웠어요? 네, 한 달 만에 화해했습니다. 네, 한 달 만에 화해했습니다. và tôi sẽ giải thích những cái ví dụ này. Oremanieo, tức là đây là cái câu mà thường là chúng ta nói khi mà một thời gian khá lâu sau mới gặp một ai đó, lâu quá rồi. Ne jeongmal oreganmane manaseo bangapneo. Vâng, jeongmal là gì nhỉ? Là một cái từ mang nghĩa cảm thán, thật sự, thật là đúng là thật là lâu mới. Thật là gọi là sau một thời gian lâu thì mới gặp lại. Thế cho nên là thật là vui mừng. Phán cấp nếu tức là trong một thời gian, trong một cái khoảng thời gian rất khá là lâu mà bạn không gặp ai đó thì chúng ta sẽ nói là 정말 오래 간만에 만나서 반갑네요. 졸업한 때부터 몇 년 만에 학교에 다시 왔어요. 졸업한 때부터 là gì nhỉ? Từ khi mà tốt nghiệp. 졸업하다, tốt nghiệp. 몇 년 만에, sau mấy năm thì 학교 다시 왔어요. Thì bạn mới lại quay lại trường. 10 년 만에 돌아온 겁니다. 10 년 만에 là gì? Sau 10 năm thì tôi mới quay lại. 돌아오다, quay lại. Các bạn có thể dùng từ 오다 cũng được. Thì tôi mới, thì có nghĩa là tôi mới, có, mới, mới đến trường á. Thế nhưng 돌아오다 có nghĩa là quay lại. 돌아온겁니다. Đây cũng chính là một cách để danh từ hóa cái việc này. Sau 10 năm thì tôi mới quay lại. Đây là một cái cách có thể là cũng nói trong những cái trường hợp mà dùng kính trọng á, thì chúng ta thường là nói như vậy. Ví dụ tiếp theo. 집을 얼마 만에 청소했어요? 청소하다 là gì nhỉ? Dọn dẹp. 집을 얼마 만에 청소했어요? Sau bao lâu thì mới dọn nhà đấy. 일주일 만에 청소한 것입니다. Đây là sau một tuần thì tôi mới dọn nhà. 몇 년 만에 고향에 돌아왔습니까? Sau mấy năm thì bạn mới quay trở về quê hương. 고향 tức là quê hương. Đây cũng là một từ xuất phát từ tiếng Hán. 몇십 년 만입니다 là gì nhỉ? Sau mấy chục năm. 십 là 10 đúng không các bạn? 몇십 년 đây là chúng ta có thể là mấy chục năm. 애인과 싸웠어요. Các bạn lưu ý là đây là sang xỉọt, thế cho nên chúng ta phải đọc nhấn cái từ xa này, sao đọc mạnh lên một chút. Đã cãi nhau với người yêu à? Bạn cả đã cãi nhau với người yêu à? 네, 한 달 만에 화해했습니다. 한 달 만에 là gì nhỉ? Sau một tháng thì chúng tôi đã
khoa tà có nghĩa là làm lành, hay là nếu mà theo dịch theo tiếng Hán ấy, thì là hòa giải. Cái từ he này trong tiếng Hán có nghĩa là giải. Khoa he a tà là làm lành. Chúng tôi đã làm lành sau một tháng. Đó là toàn bộ cái bài học của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta đã học 6 cái trường hợp cũng như là những cái cấu trúc ngữ pháp. Hy vọng là các bạn đã hiểu rõ. Thế và đặc biệt ngày hôm nay chúng ta lại có thầy Hơ Tông Hoan cho các bạn nghe cái phát âm rất là chuẩn và chính xác của người Hàn. Hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu rõ và sử dụng tốt những cái cấu trúc ngữ pháp này. Thế và hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài học lần sau. Xin thân ái chào các bạn. 안녕하세요. 수고하셨습니다.